Thanh Hải và Kiều Anh xin kính chào bà con và các bạn đang dành thời gian cho khung giờ của chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng hàng ngày trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Nếu bà lỡ khung thời gian phát sóng, bà con có thể theo dõi lại trên trang thông tin điện tử lamdongtv.vn. Còn bây giờ hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Lâm Đồng khẩn trương tiêm phòng cho đàn vật nuôi, phấn đấu ít nhất 80% đàn vật nuôi phải được tiêm phòng trong thời gian tới. Lần đầu tiên, thanh long Nam Hà được cấp chứng nhận mã số vùng trồng, hy vọng cho người nông dân phát triển giống thanh long ruột đỏ ở Lâm Hà. Nhiều mặt hàng nông sản tăng giá, nông dân phấn khởi. Thăm những vườn hồng cảnh hồng bonsai đẹp ở Lâm Đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2023, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vẫn diễn biến phức tạp, có những loại bệnh sau nhiều năm lại xuất hiện. Vì vậy, mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã ký ban hành văn bản số 2137, yêu cầu các địa phương rà soát, chứng chỉnh tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc rà soát, khẩn trương tiêm phòng vaccine theo đúng tiến độ. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đàn trâu bò tiêm phòng vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng phải đạt trên 80% tổng đàn, vaccine viêm da nổi cục trên 80%. Đàn lợn tiêm vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả lợn phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn. Ngoài ra, khuyến khích người chăn nuôi tiêm phòng thêm vaccine tai xanh. Đối với gia cầm, tổ chức tiêm phòng vaccine cúm gia cầm, dịch tả vịt ở vịt ngang ngỗng, Newcastle ở gà, chim cút. Tỷ lệ yêu cầu phải đạt trên 80%. Riêng vaccine dại trên đàn chó, mèo, tỷ lệ tiêm tối thiểu là 70%. Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Lâm Đồng cho biết, hiện đơn vị này đã ký quyết định cấp mã số vùng trồng cho gần 14 hectare thanh long ruột đỏ ở xã Nam Hà, huyện Lâm Hà. Đây là mã số vùng trồng đầu tiên được cấp cho cây ăn trái ở Lâm Hà và toàn bộ diện tích được cấp mã số vùng trồng thuộc Hợp tác xã Cây ăn trái Thanh Long Lâm Hà. Hợp tác xã Cây ăn trái Thanh Long Lâm Hà được thành lập năm 2019 với 17 thành viên tham gia. Thanh long được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sản lượng khoảng 400 tấn một năm một hectare. Hợp tác xã phát triển theo chuỗi liên kết trao đổi, chuyển giao kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ lắp đặt hệ thống thiết bị tưới nước, bón phân tự động cho hộ thành viên theo nhu cầu. Hiện nay, sản phẩm thanh long chủ yếu tiêu thụ thông qua thương lái đến các chợ đầu mối. Với việc được cấp mã số vùng trồng, hợp tác xã hy vọng sẽ mở rộng thị trường, tiếp cận những thị trường khó tính, cao cấp hơn cho trái thanh long. Thống kê hiện nay, trên địa bàn huyện Lâm Hà có hơn 200 hộ trồng thanh long với diện tích gần 100 hectare. Đây là cây trồng khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Thưa bà con, hoa được coi là cây trồng chủ lực, thế mạnh của Lâm Đồng trong những năm qua. Chính vì thế mà diện tích hoa ngày càng được các doanh nghiệp, nông dân mở rộng. Theo kế hoạch thực hiện nghị quyết số 21 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp mạnh mẽ, tạo ra các sản phẩm lợi thế và chất lượng. Theo đó, Lâm Đồng sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng hoa ở các vùng phụ cận của thành phố Đà Lạt. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích trồng hoa toàn tỉnh đạt 4.000 hectare, tăng 630 hectare, tập trung ở địa bàn các huyện, thành phố như Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà. Trong đó có 240 hectare ứng dụng công nghệ thông minh và 95% diện tích ứng dụng công nghệ cao. Tổng sản lượng hoa năm 2025 phấn đấu đạt gần 6,9 tỷ cành. Riêng hoa chậu, hoa trồng trên giá thể tăng 30% sản lượng so với năm 2022. Giá trị sản xuất trung bình đạt 4,8 tỷ đồng trên 1 hectare vào năm 2025 và trên 6 tỷ đồng 1 hectare vào năm 2030. Trồng dâu nuôi tằm đang giúp cho bà con nông dân Lâm Đồng làm giàu và diện tích dâu tằm cũng dần thay thế cho các loại cây trồng kém chất lượng khác. Tại Di Linh, bà con nông dân cũng đang phát triển mạnh dâu tằm. Thực hiện đề án phát triển bền vững ngành dâu tầm tơ trên địa bàn huyện Di Linh giai đoạn 2019-2023, đến nay toàn huyện Di Linh phát triển được 710 hectare dâu tầm, trong đó có 700 hectare đã cho thu hoạch, sản lượng lá dâu ước đạt gần 22 tấn. Trước tình hình giá kén tăng cao trong thời gian gần đây, số hộ nuôi tầm cũng ngày càng tăng. Ngoài các địa phương có truyền thống nuôi tầm như Gia Hiệp, Đinh Lạc, Tân Nghĩa đã mở rộng thêm ở các xã như Tam Bố, Tân Lâm, Tân Châu, Hòa Bắc, Đinh Trang Thượng, Sơn Điền.
Trong giai đoạn này, huyện Di Linh đang phân bổ 870 triệu đồng để phát triển ngành dâu tằm, trong đó hỗ trợ trực tiếp cho những hộ có diện tích chuyển đổi trồng mới bằng các giống dâu năng suất chất lượng cao, hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa trong trồng dâu nuôi tằm. Trong thời gian tới, huyện Di Linh phấn đấu phát triển diện tích dâu tằm toàn huyện đạt 950 ha. Ngoài ra, địa bàn huyện còn có 13 cơ sở thu mua kén tằm, hàng năm thu mua trên 580 tấn kén. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quý đầu năm bình quân giá gạo xuất khẩu ước đạt 531 đô la Mỹ một tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trên thị trường gạo châu Á, đầu tháng 4 năm 2023, giá gạo xuất khẩu Việt Nam điều chỉnh tăng mạnh. Đây là mức giá xuất khẩu gạo bình quân cao nhất trong 10 năm qua. Lý giải về xuất khẩu gạo tăng trưởng tích cực, Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết, ngành gạo thế giới đang trong giai đoạn cung không đủ cầu nên giá gạo tăng. VFA dự báo tình hình xuất khẩu gạo quý 2 của Việt Nam sẽ tích cực hơn so với quý 1 năm 2023. Dự báo giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao do ảnh hưởng của những bất ổn về kinh tế, chính trị và nhu cầu dự trữ lương thực của các quốc gia đang tăng lên. Hiện nay vào cao điểm mùa nắng thì trái dừa xiêm ở địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đang rất hút hàng, giá tăng vọt, giúp cho các nhà vườn tăng thu nhập. Tiền Giang và Bến Tre hiện có hơn 30.000 hectare dừa xiêm chuyên canh. Đây là loại cây dễ trồng, chi phí đầu tư thấp và khả năng thích ứng với hạn mặn cao. Ở thời điểm này, dù cao điểm khô hạn, nguồn nước ngọt giảm dần nhưng các vườn dừa xiêm vẫn tươi tốt cho năng suất khá. Dừa xiêm giống Mã Lai vỏ vàng giá từ 60.000 đến 65.000 đồng một chục 12 quả. Giống dừa xiêm xanh vỏ xanh giá trên 70.000 đồng một chục, tăng hơn tháng trước 15.000 đồng một chục. Theo các cơ sở thu mua dừa tươi, giá trái dừa xiêm còn có chiều hướng gia tăng do nhu cầu nước giải khát trên thị trường hiện rất cao. Thưa bà con, những chậu hoa hồng cảnh, hoa hồng bonsai đã dần trở nên quen thuộc với người yêu hoa và thích trồng hoa. Với nhu cầu ngày càng cao, nhiều vườn hoa hồng cảnh ra đời vừa thỏa mãn đam mê hoa lá, vừa là nơi cung cấp những chậu hoa hồng đẹp với đủ dáng thế và giống hoa từ hồng cổ tới hồng nhập ngoại. Lạc vào những vườn hồng thơm ngát và gặp gỡ chủ nhân của các thương hiệu hoa hồng cảnh, hoa hồng chậu quả là một điều rất là thú vị. Sau đây mời bà con và các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng. Đà Lạt vốn nổi tiếng với những vườn hoa hồng, từ hồng cắt cành đến hồng chậu, hồng cảnh. Từ những bông hồng truyền thống đến những bông hồng nhập ngoại đắt đỏ. Thế nhưng những loại hoa trồng chậu, trồng cảnh luôn được khách hàng dành sự quan tâm nhất định. Với những người yêu hoa, yêu cây, việc trồng trong nhà và chậu hoa hồng là điều không thể thiếu. Thế nên những vườn hoa hồng cảnh như hoa hồng Minh ở đường Hùng Vương, vườn hoa hồng Hoàng Gia Trang ở đèo Mimosa hay vườn hoa hồng của lão nông Trần Văn Đắc ở đường Đặng Thái Thân luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân cũng như du khách gần xa. Điểm chung của những vườn hoa này là đều nhập rất nhiều giống hoa hồng khác nhau, màu sắc kiểu dáng phong phú đa dạng. Có vườn lên đến cả 400 loại hoa hồng, đáp ứng thị hiếu của từng khách hàng. Hồi đầu là trồng chơi thí nghiệm mấy cây thôi, nhưng sao thấy nó là nó vừa đẹp vừa có sắc có hương nữa, thành thử là nhập về trồng sang vườn để phục vụ đông đảo quần chúng. Thì hoa hồng của nhập á, bây giờ thì thứ nhất là chú trồng theo phương pháp hữu cơ thì nó đỡ phân thúc, đỡ hệ sức khỏe hơn và nó đẹp hơn, là nhòn nhã hơn cái phân hồng các cành. Thì hồng các cành là mình phụ thuộc theo thị trường, tức là nở lên phải cát, còn hoa hồng này là hồi nào cũng được hết. Hiện tại thì vườn của mình có khoảng 200 giống hoa hồng ngoại. Giá trị kinh tế thì có những chậu vài chục triệu. Mình đồng thời mình cũng làm cả hồng cây giống. Hoa hồng bản thân mỗi loại cây thì sẽ có những cái khó, cái ưu nhược nhất định. Hoa hồng thì cũng hơi khó một chút, bởi vì cũng phải chăm sóc thường xuyên, chăm sóc nhiều. Hoa hồng có màu sắc hình dáng đẹp mắt, lại có hương thơm rất đặc trưng và bền. Nếu tính về giá trị kinh tế, trồng hoa hồng cảnh lại khá bền vững bởi cây có giá trị kinh tế cao, lại ít chịu tác động của thị trường. Do đó, không chỉ ở khu vực thành phố Đà Lạt, nông dân mới đầu tư trồng hoa hồng cảnh. Lâm Hà, Đức Trọng cũng là những địa phương được bà con nông dân chọn để phát triển các loại hoa hồng nhập ngoại, hồng chậu, hồng bonsai. Anh Phạm Văn Trọng ở thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cũng bén duyên với vườn hồng cảnh từ năm 2018 đến nay. Với diện tích hơn 1 hectare, anh Trọng đã trồng và trưng bày trên 30.000 chậu hoa hồng ngoại nhập và hàng trăm giống hoa hồng nội địa, nhất là các giống hoa hồng cổ của Việt Nam. Tổng giá trị tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng.
Thì hiện tại là mình đang khai thác giống hồng cổ là chính, với lại một số giống hồng nhập ngoại của David Austin, của Thái Lan, của Trung Quốc. Những cái giống mà mình sưu tầm thấy cảm thấy là khí hậu Việt Nam hợp thổ nhưỡng và phát triển tốt thì mình sẵn sàng nhập về. Cái giống mình nhập về phần đa là mình sẽ test lại, kiểm tra lại cái đặc tính giống. Sau đó mình sẽ tự nhân giống ra bằng cách dâm cành, ghép mắt. Rồi sau đó mình nuôi từ nhỏ lên khoảng tầm 5 tháng cho đến 1 năm là mình xuất ra thị trường. Thì quan trọng nhất là cái quy trình để mà sản xuất đó nó phải chuẩn. Thì đương nhiên là cái hiệu quả về nhân giống cũng rất là cao. Hiện hoa hồng chậu, hoa hồng cảnh thường có giá từ vài chục ngàn đến vài trăm, thậm chí là vài chục triệu đồng một chậu, tùy vào độ tuổi, kích thước và giống hoa. Hương thơm, quyến rũ, màu sắc đa dạng, thường được chủ vườn hướng dẫn rất kỹ cách chăm sóc sau khi xuất vườn. Vì vậy, những năm gần đây, các trang trại hoa hồng cũng ngày càng phát triển, mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng hoa. Đồng thời, những trang trại hoa này cũng sẵn sàng mở cửa đón khách đến tham quan chụp ảnh khi có dịp đến với Đà Lạt. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý khán giả và bà con muốn chia sẻ thông tin với chúng tôi, vui lòng gửi email về địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số máy quen thuộc 02633 829930. Đến đây, Kiều Anh, Thanh Hải cùng những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.